Ê Ngọc cố tình làm cho tôi bị hư chân bệnh nhiều lần cái đấy mỏi tay đau. Nhìn như đây phản cảm đó em biết không? Quay mặt bên kia. Em cố vũ mà. Cố lên anh Giang. Cố lên anh Giang. Cái gì vậy? Ủa sao Giang bắt cung lên? Cái này là cái gì vậy? Trời ơi. Ủa sao Giang bắt cung lên? Cái này là nó đau lắm anh em ơi. Đau nghe, đau nghe. Ý là mình lấy thân mình bắn tên. Ủa trò gì kỳ vậy? Cái này lấy khóc hơn nha. Em thông minh quá Ngọc ơi. Em thông minh quá. Luật chơi là từng người một đu xà và nhảy hướng về phía hồng tâm. Nếu tổng số điểm, tức là ba người cộng lại 150 thì nhiệm vụ thành công. Cái này giống như là thể dục dụng cụ đó. Đu đu xong cái phóng người đẻ cái chân xuống đây. Mỗi màu có một giá trị số điểm khác nhau. Sẵn sàng chưa? Ê, sẵn sàng. Phúc, lên. Em đi bộ qua trước coi, em cảm nhận trước rồi đã. Em thử nhảy từ đây vào được. Ừ, thử coi cái đã. Ừ, thử coi cái đã. Ôi đau thật mọi người ơi. Ôi chết rồi. Ôi hai đứa mình mang vớ tụi cô ơi nha. Đau lắm á. Ôi em đừng có té Phúc ơi là hư hết đó. Một, hai cái nữa nha, chưa? Hai. Rồi, go. Trời ơi. Màu xanh là đẹp nhất nha. Phúc nha, màu xanh nha. Em làm đúng. Phúc nha, màu xanh nha. Em làm đúng. Màu xanh nha. Em làm đúng. Rồi, thua luôn. Hey. Điểm. 50 điểm. Thành công. Good. Anh Giang. Trời ơi nhưng mà cái đầu gối nó xuống thốn lắm mà. Ê. Mình mới bước về mình còn thấy đau mà trên kia nó phóng. Anh Giang ơi. Lấy ghế không? Dạ. Ẩm anh lên, ẩm anh lên. Đừng chỉ cho anh. Các bạn để cho ảnh tự phát triển đi. Trời ơi lòng cái bụng khoan khoan để tém cái bụng lên. Tém lên đi chứ ghê quá. Ê Ngọc cố tình làm cho tôi bị hư chân bệnh nhiều lần cái đấy mỏi tay đau. Nhìn như đây phản cảm luôn em biết không? Quay mặt bên kia. Em cố vũ mà. Cố lên anh Giang. Cố lên anh Giang. Đánh ra cho anh chơi kìa. Ok. Cố lên. Lên là xuống là đừng bắt người mà chết xuống là chết. Vậy hả? Đúng rồi. Cẩn thận. Ôi! Wow!
Tao phải cứu đội tao rồi. Bây giờ mới đỡ mình nhiêu rồi? Anh vừa được phạm được 100 đó. Đâu, mình 70 rồi, vậy mình 80 thôi. Ủa, không có 80. Không có 80, 100 thôi. 100 đó. Thôi đi. Anh lại đi em. Hey. 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 Đó. Đợi anh. Anh luôn mạnh mà, anh cứ luôn mạnh mà. Anh luôn mạnh mà, anh cứ luôn mạnh mà. Anh luôn mạnh mà, anh cứ luôn mạnh mà. Anh luôn mạnh mà, anh cứ luôn mạnh mà. Anh luôn mạnh mà, anh cứ luôn mạnh mà. Thôi anh. Thôi anh. Thầy chủ. Không đếm. Không đếm. Lấy lại danh dự cho nhà thỏ cho Nguyên. Anh đẩy cà phê nè, con đẩy cà phê chơi nè. Thôi em coi nó coi anh. Ông ơi, ông ơi, ông sẽ cứ lo biết nhiều vậy ông. Mỏi tay bây giờ. Nhét cái cọng dây vô kìa, mày nhét cho. Đi ra. Trước á. Không, giữ lại. À. Lẹ đi ạ, mất thời gian quá à, chơi dở mà hay màu quá à. Để em, coi nè. Sốt! 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 Nổi ra. Vậy là đội mình có khả năng gì nhỉ? Đội mình có khả năng gì nhỉ? Yeah! Đẩy nha. Đẩy, chứ không đẩy không đi được. 1, 2, 3, 2. Đó, ngon lành đó. Tắt đính rồi nữa. Chờ chú bỏ lấy hơi. Chờ chú bỏ lấy hơi. Đây nha. Đây. Đây. Chú bỏ lấy hơi. Đây. Sao không điểm? Điểm chứ? Không điểm. Chứ mở đi. Trời ơi Ngọc. Tôi điểm kìa. Thôi rồi. Cảm ơn bác. Không, mấy cái này là chuyện nhỏ với anh Vinh rồi. Làm sao mà chơi lại anh Vinh? Ê, 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 từ từ anh Vinh, từ từ, có chừng chấn thương á. Từ từ anh Vinh ơi. Từ từ anh Vinh ơi. Tôi muốn bông. Từ từ anh Vinh ơi. Tôi muốn bông. Tôi muốn bông. Không phải, không phải. Anh đợi mình lắm. Để cho một lần rồi. Một lần. Hai màu, cái màu ít chỉ. Đúng rồi, là màu 10. Thôi, cho một lần thôi.
lên chị ơi, đu mạnh lên chị ơi. Được, em làm được. Đẩy không? Đẩy. Cố lên, cố lên. Kéo ra rồi, đẩy vô, đẩy vô. 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 Thôi không, em bên đây lắm, em để phụ cho tắc dây nha. Thôi không. Cố lên, cố lên. Hoài vậy? Lâu quá vậy em? Cũng vậy à. Bốn cho con cào cào. Bốn cho con cào cào. Bốn cho con cào cào. Tui. Wow. Là 50 rồi đó. Trời ơi, là bằng đội mình ba người cộng lại á. Vô. Phát là chắc là Hồng Tâm á. Ôi, chứ 100 rồi, anh phát 100 rồi. Cố lên, cố lên. 100 điểm rồi, 100 điểm. Bây giờ mình phải lấy huy chương bạc. Tránh ra cho tụi tôi lấy huy chương bạc. Trời. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố đi, cố đi. Vô, đúng rồi, đúng rồi. Thấy rồi, đúng rồi. Đúng rồi em, đúng kỹ thuật rồi. Đúng rồi em, đúng kỹ thuật rồi. Đấy thôi. Đấy thôi. Màu xanh. 30 điểm. Ê! Sang. Chơi. Ơi. À. Mọi người giạt ra cái này để em tự làm. Ok nè, để ngồi tôi coi nhỏ. Lại áp lực lại đè lên đôi vai nhỏ bé này. Nó rất là đơn giản luôn á Ngọc. Anh nói thiệt chẳng qua. Không không, cái này là em xui thôi, đơn giản. Đu 1, 2, 3 nhảy là tới liền. Thôi chơi dở đừng chỉ mấy đứa chơi hay à. Bưng lên. Rồi. Trời ơi, bụng cho Ngọc á. Ai còn phải đi Ngọc. Ở Ngọc ơi, ơi. Quá, Ngọc mỗi ơi. Một. Nhảy. Trời đừng như điểm mình á. 10 điểm, 4 vòng.
Quá đau tay anh được. Thôi anh lên đây nãy giờ anh nói làm sao? Anh thấy nó đơn giản. Anh thấy nó đơn giản. Bạn chơi nữa. Ủa, đây rồi. Bu 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 bu. Bu 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 bu. Chơi cho người ta thấy. Chơi. Mình chơi không phải vì thắng mà chơi cho người ta thấy. Dạ yeah, anh. Yes. Anh đào quá. Chơi. Hey. Người ta chưa thấy. No, 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 no. Ủa sao đu em đi? Chơi. Không kém em đứng chân đi. Đã, anh giữ chân này anh. Rồi. Từ từ, anh đẩy em đi, anh cho em ra đằng sau. Hai, nhảy nè. Thưa, ba. Thưa, đừng. Nhảy nè. Ba. Trời ơi, nhảy nè. Ba. Nhảy nè. Ba. 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 Có sao không? Ok. Bao nhiêu điểm? Trời ơi, sao khóc vậy? Không sao đâu em đừng lo. Đây chỉ là chuyện bình thường. Thế em à, có thắng có thua là chuyện bình thường. Mình cứ cầm đi. Chơi dở nha. Không sao đâu Huy. Cúng cuối trên đời là do tụi em, anh sẽ xé hết. Của em đó, của em nữa. Anh sẽ xé hết, để anh xé. Xem sớm nhất và trọn bộ Running Man Việt Nam chỉ có trên VOOV.